Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến bài học tiếp theo trong chương trình Marketing trong ngành bán lẻ thời trang. Tôi là Phan Anh. Và bài học hôm nay tôi sẽ nói về chiến lược phát triển sản phẩm mới, chiến lược về sản phẩm, product strategy. Về chiến lược về sản phẩm thì có thể được hiểu như thế này. Trước khi đưa vào định nghĩa chiến lược là gì, rồi chiến lược sản phẩm là gì, thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản cho nó dễ hiểu để mọi người hiểu là chiến lược sản phẩm là gì, đúng không? Thế thì có một cái ví dụ như thế này này. Chiến lược sản phẩm của Apple người ta gọi là chiến lược sản phẩm tập trung hóa, còn chiến lược sản phẩm của Samsung người ta gọi là chiến lược đa dạng hóa. Thế thì tại sao người ta lại gọi như thế? Thế thì nó lấy từ cái ví dụ như này là Apple, các bạn thấy là hàng năm họ chỉ ra 1-2 mẫu sản phẩm liên quan đến iPhone. Ví dụ iPhone 7 họ chỉ ra 7 hoặc 7 Plus, khác nhau về mặt kích thước một chút. Thì đấy người ta gọi là chiến lược tập trung hóa sản phẩm. Còn Apple khác hoàn toàn với Samsung. Samsung đi sau là ra chiến lược đa dạng hóa, có rất nhiều dòng, rồi Samsung Galaxy, rồi A, rồi G, rồi thì Note, đúng không ạ? Rồi thậm chí bây giờ có rất nhiều dòng mà tôi cũng chẳng biết gọi tên nó là dòng gì, nó cứ na ná giống như nhau. Cái giải tiền của nó cũng từ 2-3 triệu cho tới 20 triệu. Galaxy E, Galaxy S, Galaxy Note, vân vân. Tôi thấy rất nhiều các dòng như vậy. Thế thì Apple cũng rất là thành công với chiến lược tập trung hóa của mình. Thì Samsung cũng rất là thành công với chiến lược đa dạng hóa của mình, tức là ra liên tục và ra rất nhiều các cái dòng, các mẫu, ra rất nhiều các phân khúc khác nhau. Thì khái niệm như thế chúng ta gọi nó là chiến lược sản phẩm. Và chiến lược sản phẩm tức là cái sự lựa chọn của doanh nghiệp, của cá nhân, của những người làm thời trang là chúng ta phát triển sản phẩm theo hướng nào. Chúng ta sẽ có những quan điểm thiết kế, chúng ta có quan điểm sản xuất về chất liệu, về mẫu mã, về kiểu dáng, về thời gian, về khách hàng của mình ra sao. Đó, thì như vậy người ta gọi nó là chiến lược sản phẩm. Vâng, thế thì với cả hai cái chiến lược của Apple và Samsung, tôi lấy ví dụ như vậy, đều dẫn tới sự thành công bởi vì họ đều đem lại những cái giá trị gia tăng cho khách hàng. Đấy, chứ không phải là không đem lại cái giá trị, đúng không? Ok, thế bây giờ quay lại với thời trang của chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta theo đuổi chiến lược như thế nào? Chẳng hạn như là chúng ta sẽ đa dạng hóa, hay là chúng ta tập trung hóa, hay là chúng ta chuyên môn hóa. Đấy, thì tùy thuộc vào cái quan điểm của chúng ta. Tập trung hóa tức là chúng ta sẽ chỉ sản xuất gần như một dòng sản phẩm phục vụ một khách hàng, ví dụ thời trang công sở. Thế còn đa dạng hóa là gì? Ví dụ như là fashion for all, tức là thời trang cho tất cả, giống như thương hiệu Canifa ấy. Tôi được biết là thương hiệu Canifa trên thị trường, thì trước đây thì tôi cũng có làm việc với Canifa một thời gian, theo cách là chúng tôi cũng có đưa sản phẩm của chúng tôi vào ký gửi tại Canifa bán giày dép. Thế bây giờ thì sau một thời gian là thấy cái sự phát triển rất là lớn của Canifa, thì tôi đưa cái ví dụ này vào để cho mọi người học hỏi, chứ không phải là tôi muốn hàm ý gì ở đây cả, được chưa? Thì tôi thấy rằng là Canifa là đầu tiên là họ chỉ bán áo len, sau đó họ cảm thấy cái chiến lược của họ bán không tốt, không ổn, như thế nào đó họ dừng lại, đúng không ạ? Và sau đó họ bán các dòng casual wear, tức là cái dòng may sẵn mặc ngay đấy, đấy, hay là ready wear trong tiếng Anh là dòng mặc ngay đấy. Ví dụ như cái áo tôi mặc như thế này gọi là ready wear, đúng không? Ok, thế thì đầu tiên là họ tập trung vào cái thời trang là nam nữ, tuổi trẻ. Sau đó họ cho già già lên một chút, đấy là cả nam nữ trung niên cũng mặc được. Và sau đó họ ra Canifa Kids, tức là bán đồ trẻ em. Đấy, và họ định nghĩa rằng là fashion for all, thời trang cho tất cả mọi người. Giống như cái mô hình Uniqlo ở Nhật, người ta rất là thành công. Tôi không biết là Canifa có đi theo mô hình của Uniqlo không, nhưng mà cái cách họ đang làm, tôi nhìn tôi cảm giác thấy là nó khá là giống với Uniqlo, đúng không ạ? Các cái dòng thời trang cơ bản nhưng mà Uniqlo bán rất kinh khủng, bán toàn cầu rất mạnh mẽ, đúng không ạ? Và tôi cũng là một cái người mà cũng rất là thích sử dụng một số những cái sản phẩm quần jean hoặc là denim của Uniqlo. Ok, thế thì dù các bạn theo đuổi cái chiến lược sản phẩm là như thế nào, thì các bạn cũng cần phải hiểu là đi theo các chiến lược tập trung hóa, hoặc chiến lược đa dạng hóa, hoặc là chiến lược chuyên môn hóa. Chuyên môn hóa là gì? Các bạn chỉ làm sản xuất thôi, hoặc là các bạn chỉ làm bán lẻ thôi, hoặc là các bạn chỉ làm bán buôn thôi, chứ không nên làm tất cả mọi thứ.
Đấy gọi là chiến lược chuyên môn hóa về sản phẩm. Các bạn đừng nghĩ là thấy cái người bán buôn làm tốt mình nhảy vào bán buôn, thấy cái người bán lẻ làm tốt mình nhảy vào bán lẻ, thấy nhà sản xuất làm tốt mình nhảy vào sản xuất. Đừng nên như vậy. Mình chỉ nên làm chuyên môn hóa nếu như mình theo đuổi chiến lược chuyên môn hóa. Ok, rồi tiếp tục nhé. Thế tôi sẽ chia sẻ với các bạn là bây giờ trong những ngành thời trang, ngành bán lẻ thời trang của chúng ta ấy, thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái sự thay đổi về mẫu mã, cái sự đa dạng về sản phẩm nó rất là lớn, cho nên chúng ta cũng cần phải theo đuổi những cái chiến lược đổi mới sản phẩm rất là nhanh, rất là liên tục. Bài học này chúng ta sẽ nhìn thấy như là Zara, đúng không ạ? Zara là một cái thương hiệu thời trang mà không hề bán đắt, bán rất rẻ, hay còn gọi là bình dân. Người châu Âu hay người Mỹ đánh giá thời trang Zara là thời trang bình dân, dành cho những người bình thường. Thế nhưng mà các bạn thấy rằng không ai giàu bằng ông chủ của Zara cả, kể cả những cái thương hiệu thời trang lớn nhất trên thế giới như LV, Gucci hay là Luxury khác nữa. Rất nhiều các thương hiệu thời trang cao cấp đấy. Còn những cái nhà thiết kế nổi tiếng, designer đấy, đúng không? Cũng không giàu có bằng ông chủ của Zara thuộc tập đoàn Inditex với ba cái nhãn thời trang nổi tiếng, đó là Zara này, Massimo Dutti và Paul Empire. Thế thì câu chuyện đây là tôi muốn nói với mọi người rằng là không phải là bán đắt hay bán rẻ, mà vấn đề là bạn kiếm được bao nhiêu tiền từ cái hoạt động đó, từ cái sản phẩm, cái quá trình kinh doanh của mình. Zara là tập trung vào cái dòng giá rẻ và người ta gọi Zara là fast fashion, tức là thời trang mặc nhanh. Nó lấy cảm hứng từ cái từ food, fast food, thức ăn nhanh. Đây là thời trang nhanh, tức là gì? Bây giờ người ta không đợi đến khi là quần áo nó phải rách dưới, nó phải cũ mềm, đứt khuy, đứt cúc, thủng quần, thủng áo thì người ta mới thay nữa. Bây giờ có khi mặc một vụ cảm thấy lỗi mốt không mặc nữa, hoặc là mua về cảm thấy không vừa ý cho luôn. Đấy gọi là fast fashion. Vì vậy chúng ta hiểu được cái tư duy đấy, chúng ta sẽ sản xuất được và chúng ta tung được những cái sản phẩm, chúng ta nhập được những sản phẩm mà phục vụ được cái xu hướng thị trường đó. Thế thì ở đây chúng ta cũng sẽ chia sẻ được rằng là gì ạ? Chúng ta cần phải đa dạng hóa sản phẩm, cũng như chúng ta cần phải phát triển các sản phẩm mới liên tục. Và đây là một số những cái lời khuyên như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể đa dạng hóa về mặt chất liệu, đúng không ạ? Thứ hai đó, chúng ta có thể đa dạng hóa về mặt kiểu dáng, về mặt mẫu mã, họa tiết, đúng không? Các ăn theo các xu hướng thiết kế trong và ngoài nước đấy, ăn theo những cái xu hướng của các hãng đấy. Rồi thì chúng ta cũng có thể đa dạng hóa về nhóm khách hàng, thí dụ như là nhóm trẻ, nhóm già, thị trường thành thị, thị trường nông thôn, người lớn, trẻ em đấy, nam, nữ. Đấy là cái chúng ta đa dạng hóa, đúng không? Chúng ta có thể đánh chiếm các cái thị trường khác nhau về mặt địa lý, nông thôn, thành thị, Việt Nam, quốc tế. Các bạn đã bao giờ nghĩ mang thời trang sang Lào và Campuchia bán chưa? Nếu như các bạn mà chưa nghĩ thì hãy làm đi. Tôi biết anh bạn tôi là bán thời trang ở bên Campuchia rất là thành công, rất là lãi. Đấy, mấy năm, có 2 năm, hơn 2 năm anh ấy cũng mua nhà, đi Audi Q7 các kiểu. Và chúng ta có thể ngồi ở Việt Nam, chúng ta chạy quảng cáo được ở thị trường thế giới thông qua Facebook, thông qua Google, thông qua YouTube, thông qua các trang mạng xã hội, rất là ok. Đấy là một cái ý tưởng tôi nghĩ rằng các bạn nên quan tâm, đúng không? Đấy, chúng ta cũng có thể là copy, tham khảo các cái mẫu mã ở trên các cái trang designer, các cái trang, các cái thương hiệu thời trang nổi tiếng, hoặc là những cái thương hiệu thời trang kém hơn trong nước, hoặc là chúng ta cũng có thể tham khảo từ chính thời trang Quảng Châu, thời trang Trung Quốc, thời trang ở trên Alibaba, Taobao, đúng không? AliExpress. Đấy, thì hiện nay có một cái lực lượng rất là lớn, những người đánh hàng ở trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc về mẫu mã sẵn, giá rẻ, đặc biệt là thời trang Quảng Châu. Và ở Việt Nam thì cũng có một cái nhóm sản xuất ăn theo những cái thời trang Việt Nam xuất khẩu như là Adidas, Nike, Puma, vân vân, Uniqlo này, Mango kiểu thì rất nhiều hiện nay là phát triển rất mạnh, được chưa? Rồi chúng ta cũng có thể là tập trung hóa, tối ưu hóa để làm sao sản xuất để chúng ta có những lợi thế về mẫu mã, có lợi thế về giá thành. Nếu như các bạn có lợi thế về giá thành thì các bạn vẫn luôn luôn có cái sự thành công nhất định trong cái chiến lược về sản phẩm. Thế thì về cái chiến lược về sản phẩm thì nó có rất nhiều các chiến lược. Thì tôi vừa trao đổi với các bạn
Thì tôi cũng chia sẻ với các bạn một số những cái ví dụ như này. Đây là một câu chuyện có thật. Và có một cái bạn học viên của tôi, bạn ấy học Facebook Marketing, thì bạn ấy bán đầm bầu. Tất nhiên tôi không tiết lộ là thương hiệu đầm bầu gì. Thế thì bạn ấy rất là thích thiết kế, bạn ấy không phải là dân thiết kế. Thế nhưng bạn ấy thích là cứ nhặt mấy mẫu này mà chắp và vá. Chỗ này lấy cái hoa ra, chỗ này lấy cái túi ra, chỗ này lấy cái nơ ra. Thế là tạo ra một cái mẫu của mình. Đấy. Sau đó các bạn thuê một cái bạn làm thiết kế Photoshop hoặc là thiết kế thời trang. Đấy. Vẽ đính vào, đặt bay. Đấy, đấy là một cái cách copy, đúng không? Đạo nhái nhưng mà có chỉnh sửa một chút, tốt. Thế nhưng mà tôi thì tôi có một cái lời khuyên khác. Tất nhiên là tùy các bạn nhé, tùy các bạn. Và tôi khuyên thế này này. Tôi nói là anh nghĩ là em không dành về thiết kế. Mà cái mắt nhìn về thiết kế của em là anh nghĩ là cũng không phải là quá tốt. Vì thế cho nên là theo anh, đấy là theo anh thôi, nếu mà em cảm thấy đi tưởng thì em làm theo cái ý của anh như này. Đấy là em hãy nghiên cứu cái tập khách hàng của em muốn bán cho ai. Bởi vì bạn bán đầm bầu mà lúc cái người ta chưa bầu, người ta mặc cái gì, thì em chỉ cần cho cái bụng nó to ra một tí thì đó chính là cái đầm bầu em sẽ bán cho người ta. Thí dụ như cái phân khúc mà em theo đuổi là khoảng 400.000 800.000 một sản phẩm đầm bầu đẹp xịn thời trang, hướng vào các mẹ bầu có tiền một chút, được chồng yêu thương, gia đình hai bên nội ngoại có điều kiện, đứa con đầu lòng rất chăm chút. Khách này rất xịn, thường một cái thời kỳ thai kỳ, và các mẹ bầu là có thể mua từ 3 đến 5 sản phẩm hoặc nhiều hơn nhé. Đấy. Và bạn ấy chứng kiến được cái sự tăng trưởng của sản phẩm của bạn bán rất là tốt. Thì tất nhiên bạn ấy vẫn đi theo cái phong cách là thiết kế của bạn ấy, và bạn ấy nghe lời tôi theo một cách là đưa thêm một số cái sản phẩm như tôi nói, và cái hiệu quả rất là tốt. Đấy. Tôi lấy thí dụ như cái thời con gái mà các bạn ấy thường thích mặc đồ Zara, hoa hòe, hoa sói đẹp, đúng không? Đấy, rồi thì áo giả, váy sơ mi đến tận đầu gối. Đấy, kiểu như thế, kẻ caro vân vân. Thế gì? Cho nó to ra một tí, may váy chữ A hoặc là may đầm suông, đầm thụng hoặc là sơ mi thụng có dây buộc, phát là thành đầm bầu rất thời trang, rất thời thượng, đẹp mà các mẹ rất là thích. Mình nên làm như thế, tuyệt vời lắm. Thì đấy là một cái ý tưởng nhỏ về cái gọi là chiến lược sản phẩm. Thì tôi xin phép chia sẻ các bạn cái ví dụ này để các bạn hiểu hơn. Và tất nhiên trong từng phần thì tôi sẽ có những ví dụ khác. Và nếu như các bạn có câu hỏi hoặc là cần tư vấn thì xin vui lòng liên hệ với tôi để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.